Vài ngày trước, tôi bất ngờ khi đứa em họ 16 tuổi bỗng hỏi tôi về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Rằng đâu là mục đích sống? Hay phải làm thế nào để sống cho tốt? Tất nhiên là tôi chưa đủ chín chắn mà cũng chẳng thể trả lời nó trọn vẹn. Đây là một phần của đáp án. Nước, cây cỏ, tình yêu, đam mê, gia đình, sự bình yên. Nếu có một điểm chung giữa những danh từ này thì đó là chúng đều quan trọng với cuộc sống của mỗi chúng ta theo cách này hay cách khác. Vài năm trước, tôi từng nghe một câu đại loại là con người ta cứ phải đánh mất những thứ quý giá rồi mới biết trân trọng. Vậy điều đó có đúng không? Làm tổn thương những người ta yêu quý rồi nhận ra chúng ta đã cố chấp đến nhường nào. Mất nhiều năm trời chỉ có công việc mới nhận ra giá trị của những ngày nghỉ, từ bỏ những thứ ta đam mê, từ bỏ ước mơ, đánh mất hy vọng một cách dễ dàng và phí phạm cả một cuộc đời để làm vừa lòng những người bạn không thân thiết. Chúng ta có cả ngàn lý do cho những sai lầm và mất mát. Một số bồng bột, nhiều người khác chịu thua khó khăn với ai đó là bởi đường cùng. Lý do nào thì cũng có khác gì cơ chứ. Bạn đã mất những gì đẹp đẽ nhất rồi. Giờ thì hãy đặt tay lên trán, dành vài phút tự hỏi bản thân một câu đơn giản là đối với bạn thì điều gì là quan trọng? Nghĩ về những thứ tuyệt vời nhất mà bạn có. Nghĩ về những thứ mà bạn chẳng bao giờ muốn đánh mất. Nghĩ về những thứ luôn khiến bạn mỉm cười. Và khi đặt câu trả lời, hãy giữ lấy chúng, nắm lấy thật chặt, trân trọng, đừng bao giờ để mất. Vì thế giới thì quá rộng lớn, vì mỗi người chỉ có 24 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần, vì chúng ta chỉ sống một lần. Vậy nên nếu tìm một câu trả lời cho ý nghĩa của cuộc sống, rằng làm thế nào để chúng ta sống thật tốt, tôi sẽ bảo bạn tập trung giữ lấy những gì là quan trọng nhất với mình. Tôi ắt hẳn sẽ nói là những sự trân trọng làm nên ý nghĩa của cuộc sống.